Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Chỉ bằng hành động này, La Tấn đã đập tan tin đồn hôn nhân rạn nứt với Đường Yên. La Tấn đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi sẵn sàng đứng ra bảo vệ Đường Yên. La Tấn, Đường Yên luôn được mệnh danh là cặp đôi trai tài gái sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Sau khi kết hôn, Đường Yên lui về chăm sóc gia đình, cuộc sống hôn nhân viên mãn, kín tiếng cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau thời gian nợ ẩn, cuối cùng Đường Yên đã trở lại màn ảnh nhậu với bộ phim truyền hình đầu tay của đạo diễn Vương Gia Vệ. Trai với vợ, La Tấn liên tục tham gia các bộ phim truyền hình khác nhau, tác phẩm được phát sóng cũng không ít. Tuy nhiên, mới đây La Tấn đã cảm thấy khó chịu trước cách tuyên truyền phim mới của mình. Cụ thể, để quảng bá tác phẩm, đoàn phim đã tạo ra một hot search với tiêu đề Vợ trong phim mới của La Tấn bị quần chúng chê cười. Sau đó, hot search này nhanh chóng gây ra hiệu lầm khi nhiều người liên tưởng đến Đường Yên. Nhưng đối với nam diễn viên, vợ, con, người thân trong gia đình mình chính là giới hạn cuối cùng của anh. Vì vậy, La Tấn đã lên tiếng trước những ý kiến trái chiều liên quan đến Đường Yên và hot search. Nam diễn viên cho biết, giải trí cũng có chừng mực. Khi đã làm tổn thương người thân của anh thì anh sẽ không hợp tác cùng họ nữa. Sự phản ứng mạnh mẽ của La Tấn cho thấy đối với anh, Đường Yên là người cực kỳ quan trọng. Vì đoàn phim đã lôi vợ của anh vào chuyện không đáng có nên anh cũng không muốn phối hợp tuyên truyền với đoàn phim. Trước đó trên mạng xã hội đã xôn xao tin tức một nam minh tinh hai chữ chuẩn bị ly hôn, người vợ đang có ý định sinh con thứ hai. Những chi tiết này khiến cư dân mạng nghĩ ngay đến cặp đôi Đường Yên, La Tấn và bàn tin bạt nghi. Tuy nhiên, việc La Tấn bảo vệ Đường Yên đã đập tan tin đồn gia đình bất hòa, đồng thời nhiều khán giả cũng bày tỏ sự khen ngợi đối với nam diễn viên khi dám lên tiếng vì vợ của mình. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.